Dạ thưa sư, con có đi chùa và tắm suối ở chùa cùng các bạn, về rồi con mới nghe một chị nói là có giới cấm đùa giỡn tắm suối ở chùa, có giới đó không sư? Thì thưa với quý vị đó là có một cái giới, nhưng mà cái giới đó không phải là giới cấm tắm suối ở chùa, mà giới đó là giới dành cho các vị tỳ kheo. Là vị tỳ kheo không có được bơi lội để thỏa thích, tức là để chơi ấy, thì không có được. Chứ còn cư sĩ thì đâu có cấm nha. Thành ra là quý vị bị nhầm á, tức là một vị sư á, nhưng một vị sư thì không có được xuống dưới sông suối ao hồ để mà bơi lội thì không có được. Đó. Còn cư sĩ thì không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, chùa là cái nơi thanh tịnh, chùa không phải là cái nơi để mình nhào xuống dưới mình tắm sông tắm suối, chùa không phải là cái nơi để cho những cái chuyện như vậy. Cho nên khi mà mình vào ngôi chùa mà mình làm như vậy, thứ nhất á là mình thiếu cái cung kính này. Tức là mình không thấy cái nơi đó là một nơi đáng để mình tôn kính. Và bản thân nó là nghiệp bất thiện. Nó cũng giống như á, sư nói giả sử như bây giờ á, quý vị có được một cái dịp nào đó, quý vị ghé lăng chủ tịch đi ha. Và quý vị thấy là ở lăng chủ tịch thì có một cái dòng suối, quý vị có bao giờ mà mình nghĩ đến chuyện mình nhảy xuống dưới mình chơi dưới không? Sư tin là không rồi đó. Đó thì những cái nơi mà mình cần có sự nghiêm túc nghiêm trang á, mà mình không nghiêm túc không nghiêm trang thì mình tạo cái nghiệp bất thiện, là mình thiếu cái sự tôn kính. Đó đó là điều không có nên. Hơn nữa chùa là cái nơi mà yên tĩnh, nó không phải là cái nơi để mình đùa giỡn mình ồn ào nha. Thì đó là cái lời khuyên của sư. Và cái vấn đề này chắc cũng đơn giản ha, không biết sư. Dạ Đúng rồi, nên dạ, tôi, dạ, nên đơn cho giản. qua cái câu tiếp theo. Câu tiếp theo thì cũng khá là thú vị.